Chúng tôi Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 3 năm 2014, chúng tôi đang có mặt tại trường nữ trung học Bentown. Ngày hôm nay chúng tôi rất được vui mừng là gặp được các thầy và các em học tiếng Việt tại đây. Liên trường Việt ngữ của Hội Phụ huynh Học sinh New South Wales được thành lập vào những năm rất sớm, khi mà có người Việt tị nạn, những người Việt tị nạn đầu tiên ở New South Wales, là các anh chị đã nghĩ đến tương lai của con em Việt Nam ở trên nước người. Thành ra từ khoảng năm 1978-79 đã có những cái lớp nhỏ, mặc dù chưa có quy mô nhưng có những cái lớp nhỏ do một số anh chị em thiện nguyện cuối tuần tập trung các em lại một nhà của một anh chị nào đó rồi dạy. Rồi sau này khi mà cái số học sinh nó đông, họ mới nghĩ đến chuyện mượn các cơ sở trường chánh mạch của Úc để mà dạy cho các em. Và từ năm 1980 trở đi, Hội Liên trường Việt ngữ Hội Phụ huynh Học sinh New South Wales chính thức thành lập. Từ cơ sở ban đầu là ở cái vùng Marrickville, sau này chúng tôi phát triển được thêm 5 chi nhánh khác, là hiện giờ là có 6 chi nhánh, gồm có Marrickville, Bentown, Bonnerick, Cabramatta West và Fairvale. Về cái sinh hoạt á, thì mỗi một tuần các em học vào ngày thứ bảy từ 1 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi. Có trường thì 1 giờ đến 4 giờ nhưng mà tự trung là 3 tiếng đồng hồ. Về cái sinh hoạt á, thì chúng tôi in sách cho các em, phát đồng phục cho các em. Thì số tiền đó đâu có, chúng tôi được chính phủ tài trợ, thì số tiền không có lớn, tài trợ mỗi em là khoảng một học sinh một năm được tài trợ 60 đồng. Thì số tiền không có lớn, nhưng mà bên cạnh đó có một số đóng góp của phụ huynh học sinh, do đó chúng tôi có số quỹ để mà sinh hoạt. Có nhiều khi các em đến đầu thơm 2 các em mới ghi danh, do lý do này lý do nọ không biết, nhưng mà các em ghi danh lay rai có khi là cả những cái thơm cuối cùng cũng vẫn có các em ghi danh, nhưng mà cho đến bây giờ thì trên 800. Có thể là chúc các con có thể làm bạn và gặp với những người bạn cùng lứa để các con trao đổi và trao đổi những kinh nghiệm về cuộc sống, cũng như là trao đổi những điều mà chúng con mong muốn trong tương lai. Tại vì ở xã hội mình thì có rất là nhiều người Việt, cho nên con phải học tiếng Việt để khi mà con lớn lên thì con có thể giao tiếp với những người Việt. Chúng tôi muốn giúp cho các em giữ vững cái văn hóa ngôn ngữ của người Việt, và để các em chính là thế hệ tương lai của Việt Nam sau này. Có như vậy, có liên hệ tới cội nguồn thì các em sau này mới có thể trở về phục vụ quê hương đất nước khi có dịp. Cũng có một vài em là nói cho rằng không, môn tiếng Việt không quan trọng, nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng giải thích để các em thấy rằng nó có một cái ích lợi lâu dài sau này cho các em. Cho nên là với sự hợp tác của phụ huynh thì các em cũng cố gắng đến trường khá đông đủ. Nam Hương tường trình từ Sydney xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn quý vị vào những phóng sự kỳ sau.